về thông tin mời gọi nộp sáng kiến đợt tài trợ lần thứ hai của Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp. Chúng tôi xin trình bày 5 nội dung sau đây. Phần 1, thông tin chung. Phần 2, nhóm đối tượng hưởng lợi. Phần 3, nội dung sáng kiến. Phần 4, yêu cầu cụ thể về thiết kế sáng kiến. Phần 5, thời gian nộp sáng kiến. Phần 1, thông tin chung. Chúng tôi xin trình bày 3 nội dung. Thứ nhất, chủ đề của lần tài trợ thứ hai đó là tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền của người dân trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Về thời gian của dự án, tất cả các dự án sẽ được thiết kế theo 12 tháng, còn thời điểm thực hiện dự án sẽ được điều chỉnh dựa trên cơ sở thời gian thực hiện toàn bộ dự án tổng EU-JUN đã được Chính phủ Việt Nam và EU thống nhất. Về số tiền tài trợ cho các sáng kiến được thiết kế với ngân sách tối thiểu là 50.000 euro và tối đa là 75.000 euro. Phần thứ hai, nhóm đối tượng hưởng lợi. Tất cả các sáng kiến thuộc Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp phải đảm bảo mang lại lợi ích cho ít nhất một trong các nhóm người dễ bị tổn thương sau đây. Đó là phụ nữ, trẻ em gái dưới 18 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và hoặc người nghèo hoặc người cận nghèo. Quỹ giúp cũng khuyến khích các sáng kiến hỗ trợ các nhóm đối tượng hưởng lợi là các nhóm dễ bị tổn thương khác như người khuyết tật, lao động di cư, lao động phi chính thức. Phần thứ ba, về nội dung sáng kiến. Quỹ giúp sẽ cấp các tài trợ cho các sáng kiến thuộc một trong các nội dung sau đây. Nội dung 1, tập trung nâng cao nhận thức và hiểu biết của các nhóm đối tượng hưởng lợi về quyền và cách thức thực hiện quyền trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục 2019, Luật Khám chữa bệnh 2008, Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp lý có liên quan và công ước mà quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nội dung thứ hai, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho các nhóm đối tượng hưởng lợi. Nội dung này tập trung vào mấy vấn đề sau. Thứ nhất, có thể thiết kế các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý tại chỗ hoặc từ xa liên quan đến các vấn đề lao động như lao động trong khu công nghiệp, lao động di cư ở nơi cư trú gốc hoặc nơi thường trú, nơi tạm trú hoặc cả hai địa điểm này, lao động giúp việc gia đình và lao động làm công việc chăm sóc không được trả lương, được tiếp cận các quyền và lợi ích hợp pháp, nữ và nam lao động có nguy cơ bị quấy rối tình dục hoặc bị lạm dụng tình dục ở nơi làm việc, các vấn đề khác có liên quan đến quyền lao động và tiếp cận việc làm của người dân và cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng có thể thiết kế các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý tại chỗ hoặc từ xa về các vấn đề liên quan đến thực thi thủ tục hành chính pháp lý trong lĩnh vực y tế và giáo dục, bao gồm tiếp cận các lợi ích, các tranh chấp, các khiếu nại liên quan đến y tế và giáo dục và các vấn đề khác có liên quan đến quyền đối với y tế và giáo dục của người dân và cộng đồng. Đồng thời, có thể thiết kế các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức đủ điều kiện và luật sư, trợ giúp viên pháp lý nhằm cung cấp đại diện pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trong các vụ án hành chính, dân sự và hình sự liên quan đến lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Nội dung thứ ba, đóng góp ý kiến tham gia quá trình xây dựng chính sách. Tăng cường năng lực thực hiện các quyền và tiếp cận công lý trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá trong lĩnh vực lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong y tế và giáo dục. Đó là nội dung có thể thiết kế để đề xuất cho dự án của anh chị. Nội dung số 4. Nội dung này tập trung vào hỗ trợ các tổ chức hành nghề tư pháp và các tổ chức đã được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để cung cấp thông tin, báo cáo góp phần tăng cường tính minh bạch và liêm chính trong ngành tư pháp liên quan đến xử lý các vấn đề lao động, việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Các tổ chức hành nghề tư pháp được hiểu là các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ và có chuyên môn nghiệp vụ tiến hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực luật hoặc tư pháp, ví dụ như Hội Luật gia Việt Nam và các chi hội luật gia, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các hội luật sư thành viên hoặc các trung tâm tư vấn pháp luật khác. Ở đây chúng tôi có một số lưu ý với các nội dung của sáng kiến. Quỹ giúp khuyến khích các tổ chức nộp sáng kiến bao gồm các hoạt động ở nhiều nội dung trên. Ngoài ra, các tổ chức cũng có thể nộp sáng kiến chỉ một trong hai chủ đề lao động việc làm hoặc thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục hoặc cả hai. Tất cả các sáng kiến đề xuất thuộc nội dung 1 cần phải có thêm các hoạt động thuộc các nội dung khác.
Tất cả các sáng kiến đề xuất thuộc nội dung 2 cần xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ và lưu lại toàn bộ hồ sơ về những người được hỗ trợ. Phần 4. Yêu cầu cụ thể về thiết kế sáng kiến. Ngoài những nội dung thông thường trong việc xây dựng dự án như xuất xứ, tính cần thiết của dự án, mục tiêu, kết quả để cần đạt, các hoạt động và dự trù kinh phí thực hiện, các sáng kiến cần đề xuất bao gồm các nội dung sau đây. Thứ nhất, đó là phân tích giới. Các dự án cần phân tích tình hình bình đẳng giới trong chủ đề kêu gọi tài trợ tại địa phương và nêu rõ dự án sẽ góp phần tăng cường bình đẳng giới như thế nào. Phần thứ hai, đó là kế hoạch phối hợp với các bên liên quan. Trong dự án cần chỉ rõ việc phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và địa phương, bao gồm các tổ chức nhà nước và ngoài nhà nước, đặc biệt trong trường hợp các đơn vị nộp sáng kiến không có trụ sở tại tỉnh thực hiện sáng kiến. Nội dung thứ ba, đó là kế hoạch truyền thông. Trong dự án cần nêu lên kế hoạch truyền thông và phương thức chia sẻ kết quả của dự án đối với các đối tượng hưởng lợi, chính quyền các cấp và các bên liên quan khác. Phần 5. Về thời gian nộp sáng kiến. Hồ sơ cần được nộp đến địa chỉ email quyzip@oxfam.org hoặc bản in gửi tới Ban Thư ký Quyzip, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, số 22 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước 17h30 ngày 17 tháng 1 năm 2020 bằng tiếng Việt. Các tổ chức quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt câu hỏi tại các buổi thông tin về đợt kêu gọi nộp đề xuất tài trợ được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào ngày 13-14 tháng 12 năm 2019, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày 16-17 tháng 12 năm 2019, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ngày 16-17 tháng 12 năm 2019. Ngoài ra, các tổ chức quan tâm có thể gửi các câu hỏi tới địa chỉ email quyzip@oxfam.org trước 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2019. Các câu hỏi sẽ được trả lời thông qua văn bản tổng hợp và được công khai trên trang web của Oxfam trước ngày 5 tháng 1 năm 2020. Ban thư ký Quyzip sẽ không phản hồi trực tiếp các câu hỏi cá nhân hoặc qua điện thoại. Xin chân thành cảm ơn.